Ui ui. Ui ui em ơi. Ui xù ui. Ông bông quả phao em ơi. Ui ui em ơi. Hàng hàng hàng. Ui dồi ui, con này đóng vào lưỡi luôn. Bông quả phao em rồi. Ui dồi ui. Wow wow wow. Đừng 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 đừng. Gãy cần của tao mất. Ui đừng nằm gãy cần. Vượt 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 vượt. Vượt vượt lên em ơi. Đừng gãy cần của tao. Mười hắt quả tao. Vớ vẩn quả này em ăn hàng đi. Nhấp đấy anh em mình nhá. Nhấp quả này. Ấy, ui dồi ui. Nhấp quả này để đại trục. Ôi trời ơi. Ui dồi ui. Nhấp quả này. Ấy, ui dồi ui. Nhấp quả này để đại trục. Ôi trời ơi. Ui dồi ui. Thôi thôi thôi, gãy cần của tao. Đừng đừng gãy cần của tao. Wow. Đầu cống anh em này, đầu cống ở chỗ này nước chảy thì cực kỳ nóng, cá này mà thảo ổ đánh ở điểm này tuyệt vời. Có tội là ở đây thì để các bác xem đây, nó là cái đầu cống thì là ngồi không cắm mặc ô, không chịu ghế. Cái này chắc cô đài ok đấy, cô Lục thì không ngồi được. Nước này chảy quá, này đánh sướng các bạn, nhìn mặt nước phế này mà nước đục đục này mới dễ câu cá, nước trong thì câu cá đấm này không cá. Nước hôm nay nền quá các bác ơi. Nền cá bập luôn, chảy dã man. Cái chỗ này đánh lăng xê ở đạp này. Chỗ này đánh lăng xê tuyệt vời nha mình. Nước chảy thế này. Nước chảy thế này cá treo nó hay ở đầu cống nhiều. Chỗ này đẹp đấy. Nào em phải đánh ở đoạn đầu cống này phát. Đợi hôm nào nước nó nặng mà người ta không thao cống các bác. Nước nặng không thao cống thì đánh chỗ này ok. Đầu cống hay tụ cá. Anh em còn nhớ cái địa điểm ở đây không? Nơi đây ngày xưa em săn là hay gặp nhiều hàng lắm đấy. Đây là con sông nước nợ các bác ạ. Sáng nay vội vàng khi sớm đây để săn hàng này ngồi cả ngày luôn. Review anh em xem một đoạn sông quê em. Cảnh rất là đẹp, phong cảnh rất là đẹp. Đó. Rất là quê luôn. Mặt nước hôm nay rất là phẳng lặng, nhìn rất là đã các bác ạ. Các bác biết đây cây cói người ta hay làm chiếu này. Đây, cói làm chiếu ạ. Đây là những trái xoài đang vào mùa. Đây, xoài bắt đầu đang vào mùa rồi. Đây, dẫn anh em xem địa điểm. Thì ở này thì các bác chung là cũng biết thừa rồi. Đây là trong một khu vườn. Toàn dừa toàn xoài đấy anh em ạ. Ngồi đây mát lắm. Toàn dừa toàn xoài. Trước em có đăng video lên thì mấy anh em có bảo là bác câu ở trong Bến Tre sao mà nhiều dừa thế. Thực ra đây là Hải Phòng quá. Để Hải Phòng có địa điểm câu này các bác thấy có sướng không? Chỉ Hải Phòng quê em mới có thôi. Đấy, điểm ngày xưa em vẫn hay ngồi ở cái đoạn. Đấy, quê anh em nhìn này, cá đã quấy kìa. Đấy. Chỗ kia người ta đang ngồi hút nước nên làm gì không biết. Cảm giác đi câu mà có những cây cối nhìn thích thật anh em ạ. Cái dừa này, cái xoài này. Nhìn cảm giác nó sướng, nó mát. Mùa hè rồi mà, hôm nay là trời nó bắt đầu tí hừng hừng nắng. Nhưng mà cũng có đám mây sợ mưa. Khung cảnh này nhìn mới đã đời, câu cá ở nơi đây thì tuyệt vời luôn. Không lên được hàng thôi, lên được hàng thì nhớ mãi. Nhưng mà xoài này bắt đầu đang chuẩn bị. À, nhìn cứ tưởng chín nhưng không phải các bạn, nó màu đỏ nhưng mà không phải chín. Để zoom quá sao. À, nhưng mà không phải chín các bạn. Màu nó như thế này đấy. Đây rồi anh em ơi, đúng cái địa điểm câu cũ của ngày xưa đây rồi. Mong nào nay sẽ lên được con hàng. Tối nay ngồi cái chỗ trên đấy, chỗ nó ít cây này. Ngồi cho nó thưa. Giờ ngồi trong nọ nó nhiều cây quá sợ là cá nó vào nó mắc mực rồi gì. Địa điểm này đẹp luôn anh em ạ. À.
chỗ này không phải chê, phê luôn. Rồi, cỡ đầu anh em ơi. Vẫn là đánh cây 10H huyền thoại anh em ơi. Cây này đánh thì nó sướng mà nó phê khỏi bàn. Các bác xem video trước em đít cá đấy. Sướng vô cùng sướng. Anh em nào muốn sở hữu cây này thì liên hệ với em nhé. Số Zalo em để bên dưới đấy. Trả một combo luôn. Em làm bán cả một combo các bác về câu luôn. Cân phao sẵn. Ê, hôm nay em sẽ đánh bằng quả phao này anh em nhé. Xịn sò luôn. À, em bán luôn cả cái nụ riêng này. Anh em nào thích mua cánh này, mua nụ thì em bán rời cho. Về thay đổi liên tục hoặc là mình có thể gắn phao đơn được. Cái loại này phao nhỏ đánh đâu cần rất là hay. Em thì bây giờ đa phần là em chuyển sang bộ môn đánh lưỡi tứ các bác ạ, không đánh ngũ. Ngũ thì bác nào hay đánh cá cho nó không to lắm thì đánh ngũ, còn đâu là mình đi săn hàng thì hầu như các bác đánh tam. Đánh tam hoặc là đánh tứ thôi. Nhiều bác có chỗ cá to thì toàn chơi tam. Mình tần giã cao bé thôi thì chơi tứ. Này đánh tứ theo bác nhé. Mình đánh tân dã cá không nhiều, đánh tứ thôi. Nhiều anh em đánh loại cá trên chục cân là phải đánh tam mới nó đâm thủng vảy được. Chứ còn các bác mà đánh tứ mà nó móc hai lưỡi vào thì giật này, khó mà đâm xuyên qua người ấy được. Này ăn được cái vảy thì nghĩ mà tiếc. Ăn cái vảy tiếc lắm anh em ơi. Đây, ủ chua và cám viên của tôi đây anh em ơi. Cái cám viên này rất là hay các bạn. Nó rất là dẻo luôn, nó có cái này nó dẻo, nó không dính tay anh em nhìn này. Rất là sướng luôn. Đấy. Không cần bột mì anh em nhé. Câu lục mà có gắm viên này nó rất là ok, không cần bột mì đâu. Phê lắm. Đính câu lục bằng mồi củ chua có gắm viên là câu kỳ phê. Rồi này. Hôm nay đánh kiểu người nghèo, bó mồi thôi. Đấy, bó mồi cảm giác nó rất là trong lịch. Trước em có ngâm thử cái này ở dưới nước các bác, cứ yên tâm là ngâm vài tiếng nó không tan đâu. Đấy. Đẹp tuyệt vời. Thả lưỡi trình chiến thôi. Đấy, đúng cái lụ lên này tuyệt vời quá. Chuẩn hình nó như thế này. Chuẩn bài đấy. Ủa, ghế cắm cần đây là tuyệt. Đánh gần bờ thôi, chắc cú. Anh em nhìn cái ngọn phao đẹp không? Phao cực kỳ xinh luôn. Đánh kiểu bóng mồi thì cá tất nhiên là nó sẽ vào chậm hơn. Nhưng mà được cái nó tiết kiệm. Đây là mình đánh theo kiểu người nghèo thì buộc là mình phải tiết kiệm anh em ạ. Đấy đấy anh em ơi, bầm, có hàng vào rồi. Đang bầm rất nhỏ nhẹ luôn. Mà cứ nhỏ nhã này nó ngon đấy. Cứ có hàng vào này ngon. Chở mãi mới có con vào ấy. Bao nhiêu mồi xuống rồi. Đấy anh em nhìn nó dọc. Cái này chó này phát thật sâu giật căng anh em nhé. Đánh ổ này cứ cho nó đè phát sâu giật cho chắc ăn. Đặc biệt là những con nào mà nó ăn trực tiếp bằng mồm vào lưỡi thì giật thì không thể chạy được. Chỉ sợ nó đóng một tí đuôi nó dễ khỏe, nó vằng thì nó hay mất cá thôi, còn đâu mà đã đóng vào mồm thì không thể chạy được. Đấy đấy anh em nhìn nhờ, nó dập đấy. Cái này em đoán không nhầm là rô phi rồi. Chắc chắn rồi. Cái giống kiểu nan nhử nhử này dễ rô phi ạ. Nhưng mà chưa biết đâu được, chẳng may đến hàng sao. Câu kéo nó may mắn. Nhiều pha con cá to nó cắn này rất là vớ vào vẩn. Đấy. Nó đẻ rất vớ vào vẩn nhưng mà lại là cá to. Có những pha này nuôi cái vịt pha cứ tưởng cá to thì lại là cá nhỏ. Lại là ba rô phi ngón tay. Có lần em đi câu thì đúng là hôm nay đang để cả nó nuôi cái vịt phát ra ngoài. Úi ủi hú hồn hú vía. Nhắc này đúng là nó phi ba lồng ngón tay mà nó lôi khỏe thế không biết. Có những pha con cá to nó ăn rất từ ăn như kiểu con cá mại ấy. Mình dập nến lại vào hàng. Nhiều cá to nó ăn khôn lắm. Nên là đi câu này
không biết đâu mà mò được. Nó ngỡ vớ cá to cảm giác nó mới phê. Mày này này, đóng lại nha mày. Đóng, ui, đóng rồi. Rục phi. Giỏi, anh em thấy con này không một đuôi khỏe chưa? Ui giời, mày dãy em. Rục phi bác ơi. Mày này này, đóng lại nha mày. Đóng, ui, đóng rồi. Rục phi. Giỏi, anh em thấy con này không một đuôi khỏe chưa? Ui giời, mày dãy em. Rục phi bác ơi. Tuyệt vời. Ôi giời. Rô phi anh em ạ. Anh em nhìn rô phi xịn của nó ấy, đóng mỗi một lưỡi vào thân. To ấy, con này to đấy. Không hề bé, thu đốt cần nhắc nó lên. To của nó đấy anh em này. Thấy chưa? Thấy sống nó đóng vào đuôi nó khỏe lắm anh em ạ. Anh em nhìn giống cá rô phi đóng đuôi nó khỏe cực kỳ luôn. Phê loại mát. Hạng đây, hạng luôn, đánh nục cũng phải thế này chứ. Các bác mà đánh đơn ấy, em đố một chặt con này. Nó bơi qua mà. Chỉ có lục mới làm cái việc đấy anh em nhìn. Cá đẹp không? Tuyệt vời không? Đóng phát bụng. Ngủ. Đấy anh em gỡ lưỡi cứ cầm như của em nhé. Cứ cầm hẳn vào cái cục chì này các bác này. Đấy các bác cầm cục chì con cá dễ kiểu gì cũng vào tay được. Các bác mà cầm con cá này. Còn nhiều anh em cứ bảo cầm kìm gỡ cá này là dễ dính lưỡi vào tay. Cá nó quấy mà. Được con đẹp đầu tiên. To lắm. Con này phải 7-8 lạng. Thôi này, mày đừng có dẫy thì còn đóng ít nữa ấy. Rồi. Tuyệt vời. Nói là quả ngũ móng ngựa này đóng phê. Ta nhầm tứ này bảo ngũ. Tứ móng ngựa. Ngày xưa em hay đánh lưỡi ngũ. Ngũ thì nói chung là loại cá khoảng nửa cân đổ lại đánh ok. Một cân, chung là tầm đấy. Còn đôi anh em đánh săn hàng to thì cứ tứ mới tam thôi. Kiểu là hàng to ấy, vảy nó dày với lại nó cứng. Anh em mà chơi tứ với tam thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Này làm con rô phi lại sướng. Đi câu thì còn bao rô phi vậy là về vợ nó không chửi rồi. Anh em đi câu không được con gì về nó chửi như này. Sắp mặt. Suốt ngày không vác cần thì câu chiếu cái bẩn. Hôm nọ em xem được đoạn video các bác còn thề thốt hôm nay là buổi đi câu cuối cùng mà nhìn được anh em thảm thiệt quá. Các bác thấy ngọn phao của em có đẹp không? Chế nụ rất ok. Đây cái nụ này nụ rời anh em nhé, nụ ở trên ngọn là nụ rời đấy. Cánh của nó thì cũng là cánh rời hết. Trước một cánh nó vào, cánh cũ nó thì cũng vất đi lâu rồi. Cánh cũ nhỏ hơn cánh này tí. Nói chung là anh em chỉ cần mua một quả phao về bắt đầu chế ngọn các kiểu cái là thành phao mới ngay. Bởi vì anh em chỉ có ngắm ngọn ở trên, nó có ai đi ngắm cái quả bầu dưới đâu. Bầu dưới có tách nát đến tàn tã nào thì nó vẫn không ảnh hưởng gì đến cái độ đẹp của quả phao ạ. Vậy khi mình đi câu chỉ nhìn nụ thôi. Nụ phao tuyệt vời nhất. Bất chợt mà cái nụ này mà đẻ phát thì cuộc đời ôi thật là phê pha. Có rất nhiều quả rất là buồn cười anh em nhé. Em đi câu thì có hôm ngồi 4-5 tiếng không có nào nó bảo sao. Vừa đi đái phát nó tụt mất phào, cày không chịu được. Có phát nó còn rê hẳn cần đi. Nó tụt còn đỡ, nếu tụt nó rê hẳn cần đi mà phát đây giật chắc chắn là sẽ chết. Mà không hiểu sao số là hên thế. Mình vội kéo quần chạy đến thì nó bong ra rồi. Cảm giác này đèn như chó mực. Đấy. Con này nó nhún đấy. Đấy anh em nhìn chưa. Mày đè hộ tao. Mày đè hộ tao ấy. Bóng rồi. Ui quả cứng thế bong đau nhỉ. Đắng lòng.
sao đè được quả ngon ăn thế này mà này hụt được nhỉ? Cảm giác các bác thấy đè lê phao xuống rồi. Nó mà bực thật. Con này sao là nó bơi qua dây. Khả năng nó cũng bơi qua. Thì ở mỗi vị trí thì có mực nước khác nhau, anh em mà thả chúng với vị trí cũ thì chắc chắn là ngọn phao nó sẽ chỉ nổi đúng cái lụ. Cái lụ như vừa lúc đầu mình câu đấy, đúng vị trí luôn thì nó sẽ nổi đúng cái lụ này. Còn anh em lần được nhạch vị trí thì chắc chắn là nó sẽ chìm xuống sâu hơn hoặc là nổi cao hơn. Đây rồi, ui ui anh em ơi, hàng, ui giời ơi, có phi to không? Hàng này, ôi các bác ơi. Ý giời, rít. Con này to chưa? Wow, hàng to nha anh em ơi. Đây rồi, ui anh em ơi. Hàng, ui giời ôi, có phi to không? Hàng này, ôi các bác ơi. Ý giời, rít. Con này to chưa? Wow, hàng to nha anh em ơi. Này, anh em nhìn chưa? Rít nè. Câu cá thế này là mới sướng nhỉ. Trời ơi. Đấy, anh em mình có phi bự nhá. Úi giời, rít, nghe tiếng rít. Rồi mày mất chạy. Đóng là con này là đòi phê phá rồi. Ui, anh em mình đi số không? Ui, rít. Này, các bạn thấy đã chưa? Đấy, rùm hết cho anh em xem, cá thỏ phê quá. Đợt. Thôi, đừng có dãy. Này, đấy. Cần này thì anh cứ gọi là nhóc bỏ mẹ luôn. Rồi, cho lên bờ anh em ơi. Móc đúng rồi nữa em mồm. Cần này nhấc bỏng lên luôn đấy nha. Lên. Vào đây. Ý chà chà. Nha. Bóng sướng không? Anh em thấy bóng lục có sướng không? Ấy, các bạn nhìn này, lục nó phải thế này. Rồ phì chào bá luôn, bàn tay anh em ạ. Gầy nhỉ, các bác nhìn cá không có gì ăn gầy. Nhưng mà gầy thế này mới là cá ngon. Tuyệt vời. Đấy anh em nhỉ, cá gầy thế này mới là cá ngon các bác nhá. Gầy đét xin một đét. Này mới là tuyệt vời, nó không như cá hồ tịch vũ. Các bác cái câu hồi vụ thì cá nó toàn cá béo như con lợn này. Mà ăn không là gì. Đấy, em cứ chơi loại này thôi. Quê em chỉ có loại cá này thôi mà câu sướng, ăn ngon. Đẹp quá. Đẹp quá anh em ạ. Đi câu mà cứ được mà khoảng 3-4 con rô phi to vậy là về là được bữa là ngon luôn. Vợ lần sau vợ cho đi. Cáo bác cứ đi xong rồi về tay không. Đã thế này còn đi hồi dịch vũ nó mất tiền nữa. Thôi lần sau này vợ cứ cho nghỉ luôn. Câu kẹo gì nữa. Anh em cứ làm một bộ cần lục cần tay em đi đánh là tuyệt vời này. Nhanh ăn cá nhất. Đấy. Nhanh được cá, dễ được cá. Giặt lại sướng. Cảm giác nó phê hơn rất là nhiều so với em câu đơn câu đài. Nhiều các bác thì chưa câu bộ môn này, chưa biết khi câu vào đa phần là nghiện. Anh em của em mới chơi mà chơi bộ môn này, ông nào cũng nghiện cả. Bảo câu phê lắm bác ạ. Mà đúng thật, câu lục là phê nhất. Các bác thấy cảm giác vừa nó đẻ không thì tăm đẻ phát mà bảo ngay tại chỗ. Chạy làm sao được với chúng tôi. Sướng thật. Anh em thấy ngọn phao đẹp không? Cánh phao rất là đẹp luôn. Chế được cả lụ ấy. Đang bất chợt này thì nó đè phát xuống nhiệt phê. Cảm giác câu lục sướng nhất nó là được ngắm của cái phao nó từ nó tụt xuống. Còn giật phát cứng cần đấy. Lúc nào cứ giật phát cứng cần là nó phê nhất. Hôm nay này em ấm rồi, em được 2 con rô phi này, nói chung là ấm rồi. Đi câu cá có quà cho vợ thế nào vui rồi. Tiếc không được con nào to thôi. Giá như được mấy con hàng khủng sướng.
đấy đấy núi ui, con này khả năng to anh em ạ. Các bác vừa thấy phao nó đá phao kia không, khả năng hàng cụ rồi. Kình nó cảm giác lút phát xong rồi nó quánh phao phát. Con này là hàng chứ không phải là loại bé rồi. Có cá vào hồi sướng thế. Tìm được thinh thịch cho anh em ạ. Chính xác quá là đá phao, bác nhìn cũng đá kinh thật. Vớ vẩn của này em ăn hàng đi. Nhấp đấy anh em mình nhá. Nhấp con này. Ấy, ui, nhấp con này để đại trục. Ôi trời ơi. Ôi giời ơi. Nhấp con này. Ấy, ui, nhấp con này để đại trục. Ôi trời ơi. Ôi giời ơi. Thôi, gãy cần của tao. Đừng gãy cần của tao. Wow, hàng rồi anh em ơi. Hàng rồi. Trời ơi. Bóng rồi. Ui bóng rồi anh em ơi. Ui hàng to bóng rồi. Ui anh em thấy không? Cần khỏe không? Ui bóng mất hàng rồi. Dã man quá. Tiếc thế nhỉ. Trời ơi. Ui xem lại cái quả vừa nãy hụt con cá tiếc quá bác ạ. Nó hụt thành ra bây giờ nó động cá nó không vào. Chán thật. Kình quả này hút. Không nhận là con đấy nó hàng nó to anh em ạ. Bữa là con lưỡi là nói là chân đời trước giờ câu gặp. Bữa là con lưỡi sợ thật. Ui dồi. Ui dồi anh em thấy kinh dã man không? Thôi gãy cần của tao. Đừng gãy cần của tao. Sướng thế này cơ mà các bác ơi. Em nói thật quá rồi, câu quả tiếc cực kỳ tiếc. Búng rồi. Bé con lưỡi sợ thật. Ui bóng rồi anh em ơi. Tiếc quá. Ui ôi. Ui ôi em ơi. Ui xù ui. Ông bông quả phao của em rồi. Ui ôi em ơi. Hàng. Ui dồi ui. Con này đóng vào lưỡi luôn. Bông quả phao của em rồi. Ui dồi ui. Ui ôi. Ui ôi em ơi. Ui xù ui. Ông bông quả phao của em rồi. Ui ôi em ơi. Hàng. Ui dồi ui. Con này đóng vào lưỡi luôn. Bông quả phao của em rồi. Ui dồi ui. Wow. Đừng gãy cần của tao mất. Ui đừng nằm gãy cần, vượt lên nhá mày, đừng gãy cần của tao. Mười hất quả tao. Bảy con. Ui con này to chưa nhá mày. Con này vừa to một quả luôn. Ui sổ ui. Ống vào mồm. Ui em câu không có cáp các bác ơi. Em câu không có cáp. Ui ống vào mặt mồm. Em câu không có cáp. Ui dồi ôi. Mày chạy đâu của con? Không có cáp. Chỉ sợ đất rơi. Ui dồi anh em ơi. Ui anh em ơi, đào có phát đẹp chưa? Hàng đây chứ hàng đâu. Kinh nó đào phát nó nhảy bắn ngoài anh trên. Mày chết mày ông. Chết mày ông. Chết mày ông. Con này nó không cần phải vật đâu anh em ạ. Cái này dây dù em nhấc lên được ngay. Mà nó dãy phát nó đổ mất cái cánh cái... anh em nhìn đây, nó dãy phát nó bay mất cái cánh phao của em. Mày chạy với ông á. Giống này rất khỏe. Cá vừa rất khỏe anh em ạ. Úi giỏi ôi. Thôi. Mày không dãy được đâu. Dù của tao, cái núp của tao chứ mày. Chứ có phải là đùa đâu mà mày dẫy á. Anh em thấy này, con này to luôn đấy. Rồi hú hồn hú vía. Ma con này nó sắc lắm các bác nhá. Để em quay gần nó xem. Ôi to thế này anh em ơi. Ma con này cực kỳ sắc luôn. Nó sắc hơn dao luôn, dù không chịu luôn đấy. Không có cáp. Rồi ôi. Anh xin lỗi mày nhá. Hôm nay mày gặp anh mày đen này con ạ. Con này rất hết sức bình tĩnh, phải nằm để cho nó yên thì em mới gỡ được nữa ấy. Như thế này á, mày có chạy vào mắt. Mày đen thôi. Rồi, cái này em xách cả nó đến cái rọ anh em ạ. Này, mày có chạy vào mắt con ơi. Con này mà sáng lắm phải cho luôn vào đây các bác ạ.
Ui, đóng quả phê thế, con này nó đi phê. Mày có chạy ổ mắt. Nào đây, càng dễ càng đóng càng chết thôi. Kinh thật, kinh thật. Mang này sắp lắm anh em đừng cho tay nhé, mất mất tay đấy. Này này vợ tao cười tươi đói đói rồi. Em vừa bỏ nãy ngũ ra đánh tứ thì các bạn, à đánh bỏ tứ ra đánh ngũ luôn. Rồi, phê quá. Tuyệt vời. Nó giật phát bung mất cái nổ phao. May là em còn mang thêm cả cánh đi. Cánh mới nổ thì nhiều vô đối. Nhà không có gì phải phao mà. Trời ơi, kéo con voi này cho cú các bạn. Một to cái cánh. Cánh đang xịn sò. Tay run. Vớ con cá tay run anh em. Đấy, coi nhìn nha, lụ đẹp chưa? Phê chưa? Tay hãy còn run. Run lấy bảy. Tuyệt vời quá. Đóng được hàng, cảm giác nó sướng ngàn người. Ba con rô phi tạm nhạc, không thua. Anh em nên chơi cây MH này nhé. Khỏe cực kỳ luôn. Khỏe cực kỳ luôn. Vừa em tưởng phải lố cây MH anh em ạ. Rít quả cứ tưởng lộ nó bay hẳn người lên. Đúng là cần xịn quá khác. Chuyến này đánh lục quá khác. Nước chảy quá anh em ạ. Nước chảy pháo trôi quá. Đầu cống ngoài kia ta xả nước quá. Sáng đi các bác cứ nhìn thấy đấy. Nó xả, suối xả. Bây giờ nước thì là nó trôi phao nó cứ bị nghiêng. Nhìn thấy mũi nụ rồi. Thế là nhìn thấy cánh thì đẹp. Thành quả của em ngày hôm nay các bác ạ. Ui dồi, hàng đẹp luôn anh em ơi. À, các bác nhìn hàng đẹp luôn. Này em có mang một cái thùng để đi đựng cá các bác ạ. Đi cầu có thùng hình. Đựng cá đỡ chết. Thùng nước ạ. Cầm về nhà cá nó tươi sống vợ nó mới thích các bác ơi. À, em đổ bác xem. Con vượt này to dã man luôn. Ôi rô phi. Phê phê quá. Anh em nhìn con này phê thật. Đi câu gặp giống này kéo sướng thôi rồi. Hôm nay đóng được rồi. Một con hạc không biết con gì mà kéo bừa cả lưỡi em ra. Tiếc quá. Mai sau vẫn nên được con vượt này. Đấy anh em thấy chất không? À phê chưa? Rô phi cũng to nhá. Ái à. À, các bác nhìn rô phi à. Rô phi gần nay thì đợi câu cái này, đợi nét cho bác xem, đợi câu cái này có sướng không. Thôi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Về đây, hôm nay đã đợi quá. Đấy, anh em nhìn về này cảm giác đã đợi. Cái mang con này cực kỳ sắc luôn các bác. Cái này không có dù, không thể câu được con này. À không có cáp này, khó mà câu được con này. Nếu mà các bác câu bằng lưỡi đơn nhé, nó chém phát đứt luôn đấy. Mà nó sắc cực kỳ luôn, ai đã từng câu cá vược hay cá chép trong miền Nam thì đều biết đấy. Con này em xem nào, con này phê, con này cũng phải tầm đến 2 cân rưỡi 3 cân đấy. Không phải tầm vừa đâu, ngon quá.